Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2021-2023 và định hướng giai đoạn 2024-2025. Ông Phạm Ết, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.000 nguồn phóng xạ, trong đó có gần 240 nguồn đang sử dụng, lưu giữ hơn 800 nguồn và 185 thiết bị bức xạ đang được sử dụng. Hàng năm, công tác kiểm kê nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ được thực hiện thông qua hoạt động kiểm kê định kỳ tại các cơ sở sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ. Theo đánh giá chung, hoạt động triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2021-2023 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Cơ quan thường trực Ban chỉ huy đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, tổ chức đào tạo, tập huấn và tuyên truyền rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phòng tránh và chủ động ứng phó khi có sự cố bức xạ và hạt nhân xảy ra, tuyên truyền về ý nghĩa của việc ứng dụng các nguồn phóng xạ và các thiết bị bức xạ. Nhìn chung, nhờ đa dạng về phương pháp tuyên truyền, nên hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân được thực hiện hiệu quả, đến đúng đối tượng và đúng về nội dung. Việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ được cải thiện rõ rệt. Công tác tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động, đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các nhân viên bức xạ của các cơ sở, người phụ trách an toàn, người quản lý của cơ sở. Tổ chức kiểm kê để xác nhận hiện trạng các nguồn phóng xạ theo khai báo của các đơn vị và thực hiện việc kiểm tra một số nội dung có liên quan đến công tác quản lý an toàn bức xạ, đảm bảo an ninh trong việc sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ theo quy định hiện hành, các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề đánh giá nguy cơ sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh, đề xuất giải pháp phòng ngừa ứng phó đối với nguồn phóng xạ lưu giữ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Các thành viên ban chỉ huy và tổ giúp việc đều là cán bộ kiêm nhiệm, nên việc tham gia các hoạt động triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, như việc tham gia các lớp tập huấn chưa đầy đủ, hoạt động quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố hạt nhân được thực hiện tương đối tốt, đúng, đủ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn để xảy ra một số cơ sở sử dụng thiết bị mà chưa xin phép, một số đơn vị chưa quan tâm đến hạn kiểm định của các thiết bị bức xạ khi sử dụng. Để hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2024-2025 đạt hiệu quả cao hơn, Ban chỉ đạo đề ra các mục tiêu như tiếp tục cập nhật và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về bức xạ và hạt nhân đến mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân đến với cán bộ, nhân viên y tế và nhân dân trong tỉnh, tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu cho các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động bức xạ và hạt nhân, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong tổ chức cơ sở có sử dụng các thiết bị bức xạ nói chung và bức xạ trong y tế nói riêng và nhiều hoạt động quan trọng khác. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S đánh giá: nhìn chung, hoạt động triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2021-2023 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trong việc sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ theo quy định hiện hành, các nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về bức xạ và hạt nhân đến mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường hoạt động kiểm kê nguồn phóng xạ, công tác thanh tra kiểm tra trên địa bàn, đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân. Các cơ quan thành viên ban chỉ đạo cần có sự trao đổi, xây dựng kịch bản chi tiết, khoa học, có tính thực tế, cùng các điều kiện an ninh, y tế, đúng quy trình, quy định của pháp luật về công tác an toàn bức xạ, cũng như điều kiện thực tế của địa phương. Trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2023.